Ngày 8 tháng 12 năm 2016, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành tiêu hủy số vũ khí, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm đã được quần chúng nhân dân giao nộp và số tăng vật bị lực lượng công an bắt giữ qua các vụ vi phạm. Tổng số vũ khí, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm được tiêu hủy đợt này gồm 1 khẩu súng AK, 7 khẩu súng bắn đạn hơi cồn, 113 mã tấu, 46 dao lê, 67 dao các loại, 22 thanh kiếm, 17 côn nhị, 75 ống tiếp nước, 19 rửa các loại, gần 500 đồ chơi trẻ em nguy hiểm và nhiều vũ khí thô sơ và đồ chơi nguy hiểm có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Đây là số vũ khí, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm. Trong thời gian tới, Công an thành phố Đà Lạt sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhằm góp phần đảm bảo và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Được người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng. Từ năm 2000 đến nay, Việt Nam liên tục đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu, chiếm 50% sản lượng xuất khẩu toàn cầu. Trong khi Việt Nam nổi tiếng về hồ tiêu, thì Thái Lan nổi tiếng về gạo, còn Indonesia nổi tiếng về...